thì sẵn rồi kìa. À, bánh gai. Người ta làm thêm ấy. Người ta đặt bánh gai. Ai đặt bánh nào làm bánh đấy. Bánh gai nó làm bằng bột gì cô? Bột gai. Nam mình đặt nhiêu bánh chị? Nam mình đặt nhiêu bánh? Nam mình đặt bao nhiêu bánh? À, 100 bánh luôn hả? Nó có cây lá cây. Cô mới đặt bánh gai lại mỗi nhiều. Dạ. Giờ con muốn mua thêm nữa. Nhà cô có ăn thêm mấy cái bánh nha. Cái bánh giò này thì có người gọi là bánh tẻ, người đang kêu bánh giò. Ở Sài Gòn thì cái khu mà gì ta, cái khu mà ông Tạ thì lúc nào cũng có bánh giò, bánh gai, bánh tét mua cả năm. Dạ, nhà bao mặt Tạ người Bắc làm. Đây mình có bánh gai với bánh giò thôi cô hả? À, bánh nếp. Con ở trên con thì mẹ ruột con thì chỉ có biết bánh tét thì bánh chưng thôi. Ví dụ các bạn thấy không, chỉ có về những cái vùng quê này thì mới thấy cái việc gói bánh, cái bánh à. Này là bánh gai nè quý vị. Bánh gai, hồi nãy tôi thấy cô là nhạo cái bột bánh gai. Bánh gai này cái nhiêu cô? Cô ơi? Gai gọi 5 ngàn, gọi 2 ngàn. Ồ, có 2 ngàn một cái nè. 3 ngàn. 3 ngàn. Quên, phải nói rồi, là 3 ngàn. Bạn thấy không, một cái bánh gì mà có 3 ngàn, ai 5 ngàn. Giờ là nhà tôi đếm bánh. Mua về ăn thử. Mẹ cho con thêm 10 cái bánh gai. Con ăn thử. Đúng rồi, đây á, mẹ cho cái gì hết á. Cái lá gai trồng ngoài này nhà. Hóa chất nhân cả con không cho cái gì hết. À ý là không có cho hóa chất, không bỏ hóa chất. Ở vùng quê thì nó. Ra nhân người ta cho mà dưới mà thấy nó. Tí em ra em quay cái lá gai. Mình ở đây mình làm nguyên cả năm luôn hả cô hả? Đó. Dừa khô để mà tận dụng hết cả năm. Năm nay má con tính gói rồi, chị bảo là thôi cực quá mà năm nay con lại về trễ. Năm nào tại vì mình gói thì cái lấy lại cái to cái bé, cái to cái bé. Già vợ chồng có già mỗi đầu gói. Việt Kiều đâu về? Việt Kiều đâu, Việt Cộng á, dân ở Củ Chi á. Việt Cộng nằm vùng á. Không, Việt Cộng luôn. Việt Cộng nằm vùng Củ Chi á, ghê lắm đúng không? Anh chỉ em cái cây lá gai coi nào giờ. Nào giờ lấy chồng chả biết cây lá gai rồi. Không biết. Đâu anh? Cái nào cây lá gai? À vậy hả? Nè. À cái này cái lá gai hả? Quý vị ngó kỹ nha. Tôi lấy chồng năm nay 43 tuổi tôi mới biết cây này là cây lá gai. Ồ. Đây là cây lá gai quý vị. Cái lá gai này mục đích để bỏ vào bột anh hay xay lấy nước? Lấy nước làm bánh gai của người Bắc. Rồi một vòng cho quý vị xem cái cung cách bánh gai, bánh giò, bánh nếp. Bánh giò thì bao nhiêu cây? 5 ngàn. À cũng 5 ngàn. Thôi thì 5 ngàn.
không bảo quản, không chất, không hóa chất nha quý vị. Nên mình để được mấy ngày cô nhỉ? Không, cô để ngoài cũng không bảo đảm, cứ để ngăn mát, lại ngăn mát. Thế lúc nào mình ăn thì hết lại cái là như nó mới. Dạ là được mấy ngày, khoảng nếu mà mình được. À tuần được. Nhưng mà được để ngoài. Nhà con 3 ngày, xuân là hết rồi, chia là hết rồi. Mỗi lần cô về cô mua, cô với bạn có hai nhà, có hai bà cháu ăn, còn vợ bố mẹ nó không ăn à. Em cứ để trong tủ mát nên là lúc sáng mai lại hấp, sáng mốt lại lấy ra hấp cho ăn được hấp đấy. Trời ơi, mấy đứa con của con là cứ năm nào mà bà ngoại nấu bánh làm bánh giò bà ngoại, bà nội chứ. Dạ, bánh giò. Bánh giò nó lại. À, nó rồi. Đây này thiếu cái bù cái mấy cái rồi. Rồi giờ không cho thêm cái nào chưa hả? Nói thì đó, thêm cái gai đang bảo cho thêm đó. Wow. Cảm ơn các cô. Rồi chứ. Nên mình bữa để đưa. Cái này 500 rồi, cái này còn 50 cái này. Với 50 cái kia bảo kia cái kia